Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết cuối ngày 27 tháng 2 của kênh VTC14. Thưa quý vị, hiện nay tại các tỉnh miền Bắc trời chỉ say lạnh và có sương mù ở một vài nơi vào sáng sớm. Không lâu sau đó, những tia nắng ấm áp lại xuất hiện và nền nhiệt cũng tăng dần. Nhiệt độ cao nhất vào trưa nay trên toàn khu vực ở phía đông Bắc Bộ đã đạt mức từ 25 cho đến 26 độ. Khu vực Tây Bắc vẫn là nơi có nền nhiệt cao hơn cả, nhiều nơi còn dao động từ 29 đến 32 độ không chỉ tại Bắc Bộ mà thời tiết cũng đang trên đà tốt dần tại các tỉnh thành miền Trung. Trong đó, tại các tỉnh Bắc Trung Bộ thì thời tiết ít có sự khác biệt so với khu vực Bắc Bộ. Trời cũng nhiều mây, có sương mù nhẹ vào sáng sớm. Còn tại các khu vực còn lại, ban ngày trời cũng có nắng và nền nhiệt cao hơn so với 24 giờ trước. Nhiều nơi ở cực nam của khu vực nền nhiệt còn đạt mức là 32 độ. Càng vào sâu xuống phía nam, nền nhiệt càng tăng mạnh, tình hình khô nóng vẫn xảy ra trên diện rộng và đã lan dần phạm vi ảnh hưởng sang một số nơi thuộc miền Tây Nam Bộ. Như vậy, tại những khu vực này có nền nhiệt duy trì ở mức cao, với nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 35 cho tới 37 độ. Riêng tại khu vực Tây Nguyên, mặc dù nền nhiệt cao nhất trong ngày không vượt quá 32 độ, nhưng độ ẩm lại duy trì ở mức thấp, nên vẫn có khả năng xảy ra cháy rừng và cháy nổ ở mức cao. Như trong ngày 25 và ngày 26 tại huyện Đạ Ten, Lâm Đồng và quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra hai vụ cháy rừng, thiêu rụi hàng chục hecta rừng tự nhiên và rừng phòng hộ. Trong chiều tối và đêm nay, không khí lạnh vẫn tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía biển. Đời gió đông đến đông nam vẫn tiếp tục đưa một lượng hơi ẩm dồi dào vào trong đất liền. Và khi nền nhiệt độ hạ xuống thấp, tức là khoảng thời gian từ chiều tối cho tới sáng sớm, thì hơi nước lại đứng ngưng tụ và tạo ra một lớp sương mù xuất hiện. Tiết trời chuyển xe lạnh tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với nền nhiệt thấp nhất trên toàn khu vực cũng không xuống dưới 18 độ. Đồng thời cũng từ ngày mai, vùng áp thấp phía Tây còn có xu hướng phát triển và mở rộng hơn, nên các tỉnh miền Bắc ban ngày trời có nắng, nền nhiệt tiếp tục tăng thêm, với nhiệt độ cao nhất vào trưa mai phổ biến từ 24 đến 27 độ tại khu Đông Bắc và từ 27 cho đến 30 độ tại khu Tây Bắc, có nơi nền nhiệt cao hơn từ 2 đến 3 độ. Tại các tỉnh thành miền Trung, thời tiết cũng chưa chịu ảnh hưởng của bất kỳ hình thế gây thời tiết xấu nào, nên trời phổ biến ít mưa và ngày nắng, nền nhiệt tiếp tục tăng dần. Cụ thể như tại khu vực Bắc Trung Bộ, nền nhiệt cao nhất vào trưa mai giao động từ 26 đến 29 độ. Còn tại Trung Trung Bộ, nhiều nơi nền nhiệt cao nhất trong ngày cũng đã đạt mức là 31 độ. Và Nam Trung Bộ vẫn là nơi có nền nhiệt cao hơn hẳn. Nhiệt độ cao nhất trưa mai phổ biến từ 30 đến 33 độ. Trong khi đó, tại các tỉnh thành phía Nam, trời hầu như không mưa và có nắng cả ngày. Cường độ nắng cao nên nắng nóng vẫn còn duy trì, đặc biệt là tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Còn tại Tây Nguyên thời tiết có phần mát mẻ hơn nhưng độ ẩm vẫn còn ở mức thấp nên người dân trên toàn khu vực vẫn nên đề cao cảnh giác để tránh cháy rừng có thể xảy ra làm thất thoát và tổn hại đến những diện tích rừng quý giá. Tiếp theo sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi từ 30 đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ. Tại khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hứng nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ và thấp nhất là từ 19 đến 21 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hứng nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ và thấp nhất là từ 20 cho đến 22 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ và thấp nhất là từ 20 cho đến 23 độ. Khu vực Trung Trung Bộ mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ và thấp nhất là khoảng 21 cho đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và thấp nhất là từ 22 cho đến 25 độ vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi với gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là từ 18 đến 21 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 24 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ và thấp nhất là khoảng 23 cho đến 26 độ. Chuyển sang khu vực Biển Đông, Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ. Bản tin thời tiết cuối ngày đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại vào bản tin thời tiết 6 giờ sáng mai.